Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần Daiwa 6H. Cái này có Daiwa China sản xuất các bạn. Năm mét tư 6H. Đây qua sản xuất đấy. Lô đây qua. Cân trọng lượng cho bạn xem. Hai trăm sáu sáu gram cả đầu bịt, bạn câu bạn bỏ cái đầu bịt này ra thì chắc nó nhẹ hơn một tí. Nhẹ. Đây là nhẹ hơn tháo ra cho các bạn xem. Số móc dây bảo hiểm, dây bảo vệ cần. Đường kính của đón gốc, đường kính này hơi thụ, hơi loe ra một tí so với đốt ở trên đầu. Đây đo gốc rồi, 25 trên này là nó sẽ thu vào một tí, đo bạn xem còn bao nhiêu. Hai mươi năm ly so với đít loe ra. Năm đốt cả đốt ngọn. Carbon xoắn chìm, xoắn nhỏ. Cứng nên là đầu alo phải không chống xoắn các bạn, đầu alo không chống xoắn. Đầu alo chết chết. Đo đường kính đốt ngọn bạn xem. 6H độ cứng rất cứng. Bạn rút cần không võng với chiều dài 54. Gần 2 ly các bạn, ly 8 gì đấy. Đốt ngọn rất to. Bạn câu dòng lái được cá theo ý mình. Dòng máy cứng này lái được cá theo ý mình. Bạn nhìn bước xoắn của nó đây, xoắn nhỏ. Xoắn chìm. Rất nhỏ. Vừa rồi đang giới thiệu các bạn cần Daiwa 6H do Daiwa China sản xuất. Đây đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Daiwa Fishing.